Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của chúng mình. Mình là Mỹ Uyên. 10 huyền thoại bóng đá từng bị bắt vào tù. Cuộc sống thời hậu bóng đá của Ronaldinho đang chuyển biến theo hướng tồi tệ. Ronaldinho có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lên giường ngủ đằng sau những song sắt. Messi quay lưng, Barca ngó lơ, quá nhiều sự cay đắng đổ dồn lên Ronaldinho. Những tháng ngày sắp tới với cựu sao người Brazil còn rất ảm đạm. Không ít ngôi sao bóng đá, lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Ăn cầm tù là một trải nghiệm nhớ đời của họ, cùng điểm bạc xem họ là ai nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Nhắc đến các cầu thủ, người ta thường chỉ nhớ đến những ngôi sao sân cỏ với những đường bóng điêu luyện cùng các bàn thắng mãn nhãn. Bên cạnh đó là một cuộc sống nổi tiếng xa hoa được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng như nhau. Bên cạnh những mẫu cầu thủ con nhà người ta thì vẫn có đó những cái tên không chỉ được lưu giữ hồ sơ bởi các huấn luyện viên mà còn được lưu giữ trong hồ sơ ở sở cảnh sát. Đến Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo thỉnh thoảng vẫn bị công an sờ gáy vì những vụ trốn thuế và kiện tụng. Vậy thì không khó hiểu khi các cầu thủ khác cũng không ít lần ra vào sở cảnh sát hay thậm chí là trải nghiệm cảm giác ăn cơm tù. Hãy cùng với chúng tôi điểm qua 10 huyền thoại bóng đá từng bị bắt vào tù để xem những cái tên nào sẽ xuất hiện trong danh sách chẳng mấy vẻ vang này nhé. René Higuita. Thủ môn huyền thoại người Colombia khoác áo Atletico Nacional đội bóng bị xem là sống bằng tiền tài trợ của trùm ma túy Pablo Escobar. Năm 1993, một bé gái bị bắt cóc ở thủ đô Medellin, thủ môn Higuita đứng ra dàn xếp trả tiền chuộc. Ông thậm chí còn cầm 300.000 đô la Mỹ của ông bố bé gái đến nộp cho băng nhóm bắt cóc. Sau đó, tự mình đưa cô bé về nhà cùng khoản tiền thù lao 50.000 đô la Mỹ. Vụ việc khiến Higuita ngồi tù 7 tháng. Khi được thả ra, vì không kịp lấy lại phong độ, anh bị loại khỏi danh sách thi đấu tại kỳ World Cup 1994 bi thảm của bóng đá Colombia. Nhưng một bộ phận không nhỏ trong dân chúng vẫn xem anh là người hùng, có công cứu cô bé 11 tuổi. Nếu ông bố không nhờ được Higuita làm trung gian để đưa tiền chuộc, cô bé có thể bị bọn tội phạm giết chết. Sau này, Higuita nói rằng những giây phút quan trọng nhất trong đời anh đều diễn ra trong thời gian ngồi tù. 10 năm sau những sự kiện đó, khi đang chơi bóng tại Ecuador, Higuita dương tính với ma túy và nhận án phạt cấm thi đấu 6 tháng. Sau này, thủ môn sinh năm 1966 lấn sân sang lĩnh vực truyền hình khi tham dự nhiều game show và trở thành cái tên ăn khách trên TV. Ian Wright. Trong sự nghiệp rực rỡ của mình, Ian Wright vô địch Ngoại hạng Anh, giành 2 FA Cup, 1 cúp C2, 1 cúp liên đoàn cùng Arsenal. Thế nhưng trước khi nhận được sự tôn sùng của các cổ động viên Arsenal, Ian Wright đã vướng vào vòng lao lý khi lái xe mà không có giấy phép. Kết quả, ông phải ăn cơm tù trong vòng 2 tuần, chia sẻ về hành động dại dột, Wright cho biết: "Tôi sẽ không bao giờ ở một nơi kinh khủng như thế này nữa, tôi biết rằng mình phải bắt đầu thực hiện những việc đúng đắn và hợp pháp." Trái với dự đoán, khoảng thời gian đi tù lại giúp Ian Wright có sự tập trung hơn và giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp sau này. Sau khi được thả, ông tiếp tục thi đấu trong màu áo Arsenal, thậm chí trở thành huyền thoại của pháo thủ với kỷ lục ghi bàn ấn tượng trước khi bị Thierry Henry vượt qua sau này. Stuart Best. Huyền thoại của Manchester United bị bắt giam vào năm 1984 vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Trước đó 11 năm, ông bị bắt vì cáo buộc ăn cắp ngân phiếu, nữ trang, áo choàng lông thú và giấy tờ của Hoa hậu Thế giới 1973 Marjorie Wallace. Stuart Best được trả tự do vì không đủ bằng chứng kết tội. Stuart Best được xem là celeb đầu tiên của thế giới bóng đá. Ông từng giành quả bóng vàng châu Âu 1968, nhưng sự nghiệp lẫy lừng bị hủy hoại vì đắm chìm trong tửu sắc. Dù chỉ kiếm được 250 bảng tiền lương từ MU, nhưng ông thu về nhiều hơn 100.000 bảng mỗi năm từ hoạt động thương mại, con số khổng lồ trong những năm 1960. Người ta ước tính trong khoảng 4 năm cuối thập niên 1960, Best đại diện cho 78 nhãn hàng khác nhau, từ quần áo, giày dép đến sữa, xúc xích hay ngũ cốc. Ông nhiều tiền đến mức không thể kiểm soát nổi và vứt chúng khắp mọi nơi. Gilbert Best qua đời năm 2005 ở tuổi 59, chỉ 5 năm sau khi được ghép gan. Tony Adams. Thêm huyền thoại Arsenal nữa có tên trong danh sách chẳng mấy vẻ vang này,
chuyên là Tony Adams nghiện rượu nặng. Vào ngày 6 tháng 5 năm 1990, Adams lái xe đâm thẳng vào tường và máy đo nồng độ cồn cho kết quả cao gấp 4 lần mức cho phép. Không có thương vong, nhưng cảnh sát vẫn ghi nhận vụ việc này là tai nạn nghiêm trọng vì Adams lái xe trong tình trạng say xỉn. Ngày 19 tháng 12 cùng năm đó, ông bị bắt giam 4 tháng nhưng được thả sau 2 tháng thụ án. Sau khi được thả, Adams lại tiếp tục gây ra nhiều sự cố, bao gồm việc đá cả trận dù đang say rượu, ngã cầu thang và khâu 29 mũi ở đầu bắn vào bình chữa cháy và làm bùng ngọn lửa trong phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật. Tony Adams dành trọn sự nghiệp của mình để phục vụ Arsenal. Ông mang băng đội trưởng Arsenal suốt 14 năm, giành 4 chức vô địch nước Anh cùng hàng loạt danh hiệu cao quý khác. Đội bóng thủ đô London tạc tượng Adams đặt trước sân vận động. Dành trọn sự nghiệp cho Arsenal từ 1983 đến 2002, Tony Adams đã bén duyên với sự nghiệp huấn luyện viên khi giải nghệ. Ông cũng thành lập phòng khám thể thao để giúp các vận động viên đối phó với chứng nghiện rượu, ma túy và cờ bạc. Patrick Kluivert. Vài tháng sau chung kết Champions League mùa giải 1994-1995, Kluivert gây tai nạn chết người. Chiếc BMW của ông Kluivert tông thẳng vào người đàn ông 56 tuổi, có hai đứa con và là fan trung thành của Ajax Amsterdam, Hà Lan. Nạn nhân xấu số thiệt mạng khi vừa rời nhà sau bữa ăn tối. Tòa án xác nhận Kluivert không lái xe trong tình trạng say xỉn, nhưng ông chạy quá tốc độ cho phép. Kluivert chạy 55 dặm mỗi giờ, tốc độ cho phép là 35 dặm mỗi giờ. Kluivert bị tuyên phạt 240 giờ lao động công ích vì lái xe trong tình trạng nguy hiểm. Wayne Rooney. Tháng 12 năm 2018, Wayne Rooney bị cảnh sát sân bay Washington Metropolitan, Mỹ bắt giữ về hành vi say rượu, chửi thề nơi công cộng. Theo luật pháp bang Virginia, đây là tội hình sự. Ngôi sao bóng đá Anh được đưa đến trung tâm tạm giam ở quận Lauderdale, thành phố Lewisburg, bang Virginia. Huyền thoại MU được tại ngoại nhờ nộp tiền bảo lãnh. Đây không phải là lần đầu tiên Rooney gặp rắc rối với rượu bia. Ngày 1 tháng 9 năm 2017, anh bị bắt tại Cheshire vì lái xe với nồng độ cồn vượt quá giới hạn. Cựu đội trưởng của Man United bị phạt 170 bảng và bị cấm lái xe trong 2 năm. Trong khi đó, Everton cũng phạt anh 2 tuần lương khoảng 300.000 bảng vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh câu lạc bộ. Ronaldinho. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Ronaldinho cùng anh trai bị bắt giữ tại Paraguay vì tình nghi dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh. Hộ chiếu thật của Ronaldinho bị tòa án Brazil tịch thu vì huyền thoại bóng đá sinh năm 1980 nợ hơn 2 triệu euro tiền phạt môi trường và xây dựng trái phép. Thời hạn tạm giam điều tra có thể lên tới 6 tháng. Trong tù, cuộc sống của một siêu sao nổi tiếng như Ronaldinho cũng dễ dàng hơn những người khác. Mới đây, anh đã tổ chức sinh nhật tuổi 40 và còn tham dự một giải đấu futsal. Ảo thuật gia người Brazil đã ghi 5 bàn 6 lần kiến tạo trong trận chung kết để giúp đội bóng của mình lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Duncan Ferguson. Tháng 1 năm 2003, Duncan Ferguson bị kẻ trộm kiện về tội hành hung. Trong một lần về nhà bất thình lình, Ferguson phát hiện hai kẻ trộm đang hành sự. Ông ra đòn hạ gục một trong hai tên và khống chế chờ cảnh sát tới. Mặc dù thừa nhận hành vi đạo trích, tên trộm cũng kiện Duncan về tội hành hung. Nhưng vụ việc này không khiến Duncan vào tù. Ông chỉ phải đến dự buổi thẩm vấn, lấy lời khai với sự có mặt của luật sư. Vụ việc khiến Duncan sổ khám diễn ra vào năm 1995. Ông bị bắt giam 3 tháng vì húc đầu vào mặt đồng nghiệp John Mustay ngay trên sân. Đến năm 2004, hình ảnh Duncan Ferguson lại tràn ngập mặt báo khi ông bóp cổ Stefan Freund của Leicester, huyền thoại Everton nổi tiếng nóng tính và ngang tàng. Trong sự nghiệp của mình, anh bị đuổi khỏi sân 9 lần. Eric Cantona. Tháng 3 năm 2014, huyền thoại của MU bị bắt vì hành hung một người đàn ông. Rắc rối bắt đầu xảy ra khi cựu tuyển thủ Pháp ngồi trò chuyện với một người phụ nữ tóc nâu bí ẩn bên ngoài quán rượu ở London. Sau khi phát hiện mình bị một tay săn ảnh theo dõi, Cantona không giữ được bình tĩnh. Sau những lời thóa mạ vì bị xâm phạm đời tư, huyền thoại của Man United đã đấm vào mặt đối phương. Cảnh sát ngay lập tức có mặt trước cửa quán rượu để giải quyết vụ việc và bắt giữ Cantona. Ông bị giam 6 tiếng ở đồn cảnh sát Bắc London trước khi được nhắc nhở và cho ra về. Nhắc đến Cantona, người ta nhớ ngay đến cú công phu vào ngực cổ động viên năm 1995. Huyền thoại của Man United bị cảnh sát kết án 2 tuần giam giữ, nhưng sau giảm xuống còn 120 giờ làm công ích. Cantona còn bị Liên đoàn bóng đá Anh trêu dò 8 tháng và nộp phạt 10.000 bảng. Roy Barton. Roy Barton là cầu thủ nóng tính bậc nhất làng bóng đá. Anh chàng này đã gây ra không biết bao nhiêu rắc rối.
Điển hình là vào mùa hè năm 2008, sau khi nốc 6 lít rượu và nhiều chai bia, Joey Barton cùng bạn bè mò đến cửa hàng McDonald's lúc 5 giờ sáng. Nhóm của Barton ẩu đả với một nhóm khác và cầu thủ người Anh đấm nhầm 20 cú vào mặt cậu thiếu niên 16 tuổi Jordan Spencer. Joey bị kết án 6 tháng tù và được thả sau khi ngồi tù 77 ngày. Anh ta phải bồi thường 3.000 bảng và nộp 3.430 bảng tiền án phí. 4 tháng án treo lơ lửng trên đầu Joey. Vừa rồi chính là danh sách 10 huyền thoại bóng đá từng bị bắt vào tù, có người chỉ lao động công ích, tạm giam vài ngày, nhưng cũng có cầu thủ trải nghiệm cảm giác của một tù nhân thực thụ. Nếu bạn còn biết một ngôi sao bóng đá nào khác cũng từng dính đến vòng lao lý, hãy cho chúng tôi biết thông qua một bình luận ở phía bên dưới. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.